Xin cho con học với con có đặt món hàng trên mạng, con tính không mua nữa, nhưng một phần vì nếu mình không nhận hàng thì khó chịu, tội cho người bán hàng, nếu bom hàng có tội không thư sư. Rồi. À, thưa với quý vị, có lần á, có lần bà thân của sư á, tính đi đi đâu đó sư quên rồi, đặt ráp. Thì khi mà sư đặt ráp xong rồi đó, thì có anh Phật tử tới chùa, thì bà thân sư mới nói thôi sư hủy ráp đi, để có anh ảnh chở rồi. Thì sư mới nói thôi bây giờ đó ra hủy thì sư sẽ hủy, nhưng mà ra bây giờ đó lì xì ảnh 50 đi, tại người ta tới chùa rồi, kêu cho đã, ta tới chùa là mình hủy là hủy làm sao đấy, lì xì ảnh 50 thì ảnh cũng vui, không có chạy cái cuốc nào nhưng mà cũng có 50 tủ xăng. Thì đó là cái cách ứng xử ở đời quý vị nha. Rồi mình có khi khi mà mình hủy hàng á, mình coi là mình họ có thiệt hại hay không. Ví dụ như á, là mình đặt hàng ở trên mạng mà họ chưa có chuẩn bị nha, họ chưa có chuẩn bị, và cái chuyện mình hủy á, thì nó cũng không có gây thiệt hại gì thì không sao. Nhưng mà nếu như cái chuyện mình hủy á, mà nó gây thiệt hại, ví dụ như mình đặt cái món ăn, họ đã chế biến cái món ăn đó ra rồi, rồi bây giờ mình không mua nữa, bây giờ cái dĩa đồ ăn nó bây giờ họ tính làm sao, chờ người khác đặt cái món y chang như vậy chờ tới chừng nào đấy. Thì trong những trường hợp như vậy là họ bị thiệt hại, thì như vậy á mình nên chịu trách nhiệm, bởi vì do lời nói của mình mà họ đã có cái thiệt hại xảy ra rồi thì mình nên chịu thiệt hại ha. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Có cái cô Phật tử cô cũng làm online nè, bán hàng. Thì sáng nay cũng mới đăng lên Zalo đó, cái điện thoại gọi thì cái tên trong cái điện thoại là đặt hàng 9 lần không mua, tức là lần này là lần thứ 8 rồi, này cũng đặt rồi mà ông không mua bơm. Thì đăng lên với cái tâm rất là khó chịu. Thì quý vị mình đặt á, có một câu này ra muốn biết người khác làm sao đó, đặt mình ra vào bản thân họ mình sẽ thấy làm sao. Thì mình nghĩ nếu mà mình là cái người bán online đó mà người ta bơm mình đó, thì mình nghĩ làm sao, thì mình sẽ biết rằng là mình có nên bơm hay không. Rồi nữa, nếu mà mình là cái người có niềm tin về Phật pháp, mình tin nhân quả, mình tin nghiệp, thì nếu mà mình mua rồi mình nghĩ á, chắc không nên xài đâu. Thì sư cũng số lần sư đặt cho đã rồi, sư mới nhắn tin qua shop là cho nên là có thể hủy bỏ được không. Rồi bên kia trả lời là em lên hàng rồi anh ơi, thì thôi bỏ luôn, mình mua luôn cho dù mình xài cũng vẫn phải mua thôi, thà đó mình tốn tiền còn hơn là để người khác chịu thiệt hại. Hoặc là mình mua mình có thể không xài món đó, mình đem mình cho người khác cũng là mình thức bố thí. Còn mà mình vì bản thân mình bơm hàng thì cái này không tốt lắm à, không tốt, đừng đừng nên. Quý vị để ý đi, một cái người bán hàng á, tôi có cái cô bạn của bán hàng tôi biết, mà bán cái khác là những cái hàng mà xài lâu á, đỡ nha, bằng bánh, trời nó bơm một cái bằng bánh mà quý vị thì đặt không mua đem về ráp đem về một cái nó nổi tam bành ông ơi. Mà một người á, mà thế là một người á thì cũng giữ còn ấy, bây giờ một ngày đó mà 10 20 người mà cứ bơm kiểu đó nhỉ. Nếu mình là người bán hàng mà người ta bơm mình thì mình sẽ nghĩ gì, là cảm nhận như thế nào, thì mình nghĩ như thế nào thì mình sẽ không có làm người ta như thế đấy, nếu mà mình là người trong vị trí đó, hoặc là cái ngành đang làm gì đó, nếu mà người ta làm mình cái chuyện mà không thể chấp nhận được trong cái ngành đó thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Thì đối với cái người bán hàng online á, là bơm hàng là đối với họ thành một chuyện cực kỳ là dã man đối với họ, tôi dùng cái từ dã man. Họ làm ăn mà cứ bơm hàng mà nhiều lúc nó muốn khóc khóc á, bán được lên đơn hàng làm xong nó vô bơm, bơm. Cho nên mình nên là nếu mà mình mua đó, mình cảm thấy mình liên hệ với người bán đó mà không lỡ lỡ lên kia lên đơn rồi thì thôi mình chấp nhận mình mua luôn.
nếu mà cảm thấy không cần thiết thì mình có thể đem cho người khác, nó cũng là hành động bố thí. Chứ mà mình bơm hàng là meo lắm nha quý vị, cũng là một cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh á. Thì nữa quý vị sanh ra quý vị bệnh hoạn tùm lum mình đừng có nói. Xin nhắc quý vị luôn cái ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, có nói như thế này: có một vị cư sĩ đến hỏi Đức Thế Tôn mà tại sao có những người làm ăn thành công mà cũng có những người làm ăn thất bại. Thì Đức Thế Tôn nói cái người mà có hứa hẹn mà họ không có thực hiện thì họ đó là cái nhân làm cho họ làm ăn thất bại. Còn cái người mà hứa hẹn mà họ làm được á, họ thực hiện á, thì đó là cái nhân để họ thành công. À, thành ra là tốt nhất là mình nên nên làm cái gì cho chắc cái đó, còn không thì mình cẩn thận. Ai có hứa cho cúng dường sinh tại vì cúng liên À, bậy. Không, nhưng mà nói như thế này, cũng có những người họ hứa nói bây giờ sư cần cái gì thì sư cứ nói đi. Thì những lúc thì cũng sa thú lành thay rồi để đó, chứ sư cũng hạn chế cái chuyện là kêu lắm, tại nhiều lúc mình không biết khả năng tài chính của họ sao quý vị. chẳng này Tại tại vì nhiều khi á, cái nhu cầu của mình á, nó vượt quá khả năng của họ sẽ làm cho họ bị rối, rồi tới lúc đó họ họ dính cái nghiệp là họ hứa họ làm không được nữa, tội nghiệp họ. sẵn sẵn sườn tệ nói vụ này mới nhớ nhắc sẵn nhắc khéo quý vị một cái là khi mà mình tắc bạch chưa tăng mình phải biết cách tắc bạch chứ nếu không á, mình là người ôm khổ nạn nha. Ví dụ mình tắc bạch mà cái tâm mình nó dạng nó quá sung mãn về 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 bố thí đi, quá kính trọng ông sư đi, mình nói sư cần gì sư nói nha, người ta đần món nó cái tự nhiên bữa đó mình kẹt cái mình nín luôn thì cái đó là không nên. Nhưng ở đây mình theo một cái bạch sư, sư cần gì con cúng mình kèm, nhưng mà đừng đừng tới đó đừng chấm hết, kèm theo cái câu nữa: con cúng phải theo khả năng con. Thì những trường hợp không đúng khả năng con không cúng thì mình kèm theo cái chữ bạch sư, sư có cần gì nói con, nếu khả năng con cúng được con cúng, thì nếu khả năng không cúng được mình không cúng, nó không bị phạm cái tờ cái chỗ là hứa mà không là không cúng không làm. Kèm cái chữ này là bên miếng dạy, miếng nó rất hay chỗ này, cho nên sẵn dịp nhắc là nói luôn với quý vị học hỏi. Vậy không cái tâm sung mãn vì bố thí quá, kính trọng ông sư quá, vô nói một câu cái người ta cần cái chạy mất tiêu. sẵn thì nói luôn á, nói thiệt nha quý vị, mà nói câu đó là sư chết bao giờ mà Tầm quý sư đề nghị với quý vị đâu, vị sư có tầm quý sẽ không đó. không không bao giờ, không bao giờ đề nghị. Thậm chí có rất là nhiều vị thì cũng rất là hoan hỷ với sư và nói sư có cần cái gì thì cứ nói thì con cúng dường cho. Gì cũng cúng gì đem cho cúng cho gồm vậy. Nhưng mà nó kẹt như vậy nè quý vị, ai biết khả năng tài chính quý vị như thế nào. Sư nói ví dụ đi, nội cái chuyện mà hoằng pháp không thôi nó một đống tiền, mà ví dụ như ăn uống nha, ăn uống ba cái lặt vặt đó có chùa lo, y áo ba cái lặt vặt đó cũng không có thiếu, tức là những cái nhỏ không có thiếu, nhưng mà những cái lớn á, quý vị lo nổi không? Mà mình mở miệng mình mạnh miệng lắm, sư cần cái gì sư nói với con, mà nếu mà quý vị kèm theo con trong khả năng của con, ai biết khả năng quý vị bao nhiêu. Sư danh tâm sư cần gì con cúng nha, tôi cần đi hút mỡ bụng cũng có tiền không. Đấy, lỡ thí dụ lỡ như cái người ta cần nó nhảy lên tới mấy chục triệu rồi lúc đó tính làm sao, mấy mấy chục triệu còn nhỏ, nhiều Chắc khi nó ra còn lớn hơn nữa thật ra là chết cha. chúng tôi coi những cái lời tắc bạch thư không, tức là như là lời bạch thư không thì sao, sư cần gì nói, chúng tôi coi mấy lời đó thì không có, chẳng Đúng phải rồi, hoan hỷ rồi sa thú rồi xong, coi như không có là nói, không không có có nhắc nhắc tới, gì hết á. không cần cũng không cần. Trừ khi nào mà thí dụ như thân quen á, mà biết được cái khả năng quý vị mà trong khoảng đó quý vị hoan hỷ á, thì tụi tôi có thể trong cái thân tình á thì tụi tôi có thể đề nghị. Còn thí dụ như mình có tâm thiện thì mình nhắc thêm vài lần nữa để ông sư ông biết mình là kêu bằng là thật tình, là muốn cúng thiệt chứ không phải là nói quen cái Kiểu như miệng mà lơi á, lơi mà nhắc vài lần nữa rồi tâm sự rồi nói này nọ đại khái lơi. vậy để quý vị biết ta cách làm để là hứa, chứ nếu không mình hứa rồi hứa cho bay khổ. Cho nên thà chúng tôi nhận cái lời của quý vị chúng tôi để đó đấy, chứ còn mà mất công rồi đề nghị quý vị làm không được, quý vị thất hứa mang nghiệp quý vị nữa.